Ngày hôm nay Long Hòa xin giới thiệu đến anh chị cô chú một thửa đất vườn có 300 mét thổ cư, tổng diện tích của chúng ta là 520 mét vuông. Trong đó mình có 300 mét thổ cư rất gần với lại trung tâm thương mại Ngãi Giao. Di chuyển theo đường chim bay, anh chị cô chú mình mất chỉ tầm khoảng 300 mét thôi là mình đã ra tới trung tâm thương mại Ngãi Giao rồi ha anh chị. Thửa đất vườn ngày hôm nay có bề ngang là 15 mét và một cạnh là 44 mét, một cạnh là 33 mét. Có 300 mét thổ cư, đất phủ hồng toàn bộ và xung quanh của chúng ta rất là nhiều nhà vườn, rất là nhiều biệt thự và nằm trên một trục đường thông, di chuyển thẳng một trục đường thôi anh chị sẽ ra tới quốc lộ 56, và có một cái khung giá cũng cực kỳ hợp lý luôn ha. Lòng Hòa xin kính mời anh chị cô chú mình cùng xem hết video ngày hôm nay ha. Hướng này anh chị cô chú mình chạy thẳng một trục đường thôi là mình sẽ ra tới đường quốc lộ 56. Ngay chỗ trục đường quốc lộ 56 á, là mình sẽ có chợ nè, có trường học nè, có chợ sáng, chợ chiều, rồi rất là nhiều hoạt động kinh doanh buôn bán bám theo trục đường này luôn ha anh chị. Chỉ thẳng một trục đường thôi, cách tầm khoảng gần 500 mét thôi mình đã ra tới quốc lộ 56 rồi ha. Và quẹo bên tay trái màn hình của anh chị mình sẽ về tới thị trấn Kim Long, và bên tay phải của anh chị mình sẽ về tới thị trấn Ngãi Giao. Kiểu giống như là bên đây á, là bên mé bên này đường nè anh chị, là thị trấn Ngãi Giao, là thị trấn, là xã Bầu Trinh ha. Bên này đường là xã Bầu Trinh, còn bên này đường nè là thị trấn Ngãi Giao ha anh chị ha. Còn trục đường này anh chị cô chú mình chạy thẳng là mình sẽ về tới đường quốc lộ 56B, cách cũng tầm khoảng cỡ 500 mét thôi là mình đã về tới đường quốc lộ 56B rồi ha anh chị. Bên tay trái màn hình của mình thì mình sẽ về tới khu công nghiệp Sona Digi Châu Đức, Sân Gôn Châu Đức, Đồi Cù Suối Nghệ. Và bên tay phải màn hình của mình thì mình sẽ về tới sân bay Long Thành, cách sân bay Long Thành là tầm khoảng 13 km ha anh chị ha. Ưu điểm là ở đây rất gần với lại công ty Misen, công ty có sức chứa hơn 10.000 lao động. Chỉ cần chạy thẳng trục đường này nè, tầm khoảng 500 mét quẹo tay trái màn hình là mình sẽ về tới công ty Misen rồi ha anh chị ha. Và đây là quang cảnh trước đất của chúng ta. Rất là nhiều nhà vườn dân cư. Rồi, vị trí ranh giới của chúng ta là từ đây ha, từ cái mép tường này nè, mình đổ qua bên đây là mình được 15 mét mặt tiền đường thể hiện trên sổ. Và cạnh bên này thì mình sẽ được 33 mét, cạnh bên này mình được 44 mét ha. Ở sau mình bóp hậu nhẹ lại ha anh chị, bóp hậu nhẹ thôi, bóp hậu 14 mét. Đây thì có một con đường nè, đây là cũng có con đường là 2 mét ha anh chị. Con đường này là đi thẳng vô là phía bên trong, đất bên trong của cái nhà mà đang xây cái mái tôn. Đó, cái mái tôn màu đà đó ha anh chị. Đó. Đó là con đường đi vô nhà bên hông, có nghĩa là đất của chúng ta tới hai mặt tiền đường ha anh chị ha. Ở đây thì có nước máy nè, có điện, có dây wifi, rồi có ánh sáng, điện chiếu sáng nè. Bám theo trục đường này là điện chiếu sáng hết. Ở đây có tên gọi rất là thân thương, đó là tên đường Quyện Đỏ, đường nhánh Quyện Đỏ ha anh chị ha. Rồi, ưu điểm là đất của chúng ta đã xây tường rào lại xung quanh hết rồi. Phía trước là đã xây tường rào hết rồi, tông màu xanh. Hai cái cổng thì được ốp đá ha. Cổng thì tới gần 3 mét, 3 mét 4. Ô tô đi vào thoải mái anh chị. Hai cái cạnh hai bên của mình là có rào lưới B40 hết rồi. Khoảng sân vườn phía trước á, cửa là cửa rất là kiên cố chắc chắn ha, cửa sắt. Phía bên này đất của chúng ta quay mặt về hướng nam anh chị ha. Phía bên này á là có hai cây câu, đây một cây nữa là ba cây. Phía trước này thì gia chủ đang trồng những luống rau. Ở đây thì mình có nước máy luôn. Bên đây thì trồng cây phát tài. Khoảng sân này nè rất là rộng. Ví dụ như mà mình có nhà mình có đám có tiệc gì đó, mình đãi chắc cũng được khoảng cỡ 15 bàn. Khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 chiếc xe ô tô dựng thoải mái luôn anh chị ạ. Cái chu vi của này là nó gần khoảng 100 mét. Đó. Rất là rộng rãi luôn ha. Được đổ bê tông hết rồi. Đó. Bên này thì chưa đổ bê tông. Bên này cách từ hai cái mí đường bên này nè, cái mí đường phía sau nhà đó, từ cái mí hàng rào này đổ qua đây là khoảng 3 mét là chưa đổ bê tông ha. Cái không gian này để anh chị cô chú mình có thể là trồng rau, trồng hoa thêm cho nó sinh động cái ngôi nhà mình hơn ha. Bên này cũng vậy. Từ cái mấy hàng rào đổ qua là tầm khoảng 3 mét là mình chưa có đổ bê tông. Thì cái khoảng sân này mình có thể là mình thiết kế lại, mình trồng rau, trồng hoa đồ vô cho nó tăng sinh động thêm cho cái mảnh vườn của mình hơn ha.
Diện tích sàn của nhà này là tầm khoảng gần 180 m² ha anh chị. Được 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng lồi và 1 phòng chờ, rồi 1 kho để đồ, bếp toilet, thiết kế cũng rất là tiện nghi và ngăn nắp. Tông màu của mình là tông màu trắng ha. Nói chung mà sơn này, cái màu sơn nó phai mờ theo thời gian anh chị, nó cũng hơi cũ. Ví dụ như sau này mình, anh chị cô chú mình sở hữu lại cái mình sơn lại ha. Cửa thì cửa bốn cánh. Đây có một phòng chờ. Bên đây là máy hiên xây kiểu như chữ L ngày xưa đó. Gạch. Nói chung còn mới, nhà này còn mới anh chị. Đây là một phòng lồi ra phía trước ha. Đây là phòng khách. Rồi, ở trên đóng la phòng. Đây có người ăn. Đây. À, ngay đây thì có mấy cây này để lại hết ha anh chị ha. Cái bàn tới để lại hết. Đây là phòng không gian phòng khách nè ha, phòng khách rất rộng rãi luôn. Đó, trên này là có phòng chờ phía trước nữa. Cửa này, cửa nhà thì cao, là phòng đóng lên gần 3 m² gần 4 m nè, cho nên nhìn nó rất là cao, nó thoáng ha. Đây cửa, mở cửa sổ ra này, cửa bên hông. Đó, này là cửa trước, rất rộng rãi. Rồi ở dưới đây là đường luồng. Rồi đây là phòng ngủ ha, phòng ngủ khoảng 12 m², cũng có cửa sổ, cửa thông gió. Cái đường luồng này rộng gần 2 m. Đối diện với cái phòng này là có một cánh cửa, cửa bốn cánh. Dưới đây là một phòng chờ ha. Rồi ở đây thì có toilet, nhà tắm. Này là nhà bếp. Đây chỗ không gian nấu ăn, bồn rửa chén ha. Rồi khoảng này là khoảng sân vườn phía sau nữa anh chị. Đó, tới ngay chỗ cái lưỡi tre đó anh chị ha. Rồi bồn nước. Đó, vệ sinh ở ngoài. Đây là nhà tắm ha. Bên này là không gian nhà kho. Hiện tại thì căn nhà này chủ đang cho thuê, cho nên quang cảnh bên trong nó có phần hơi bề bộn. Mong anh chị cô chú mình thông cảm ha. Còn đây là sổ của thửa đất của anh chị. Đất của mình thì có 300 m² thổ cư ha, thuộc xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Còn đây là hình dáng của thửa đất, thông tin quy hoạch của thửa đất của anh chị ha. Ở sau thì của mình top hậu một tí xíu, không đáng kể ha. Còn đây là vị trí của thửa đất của mình ở trên Google Map. Quý anh chị chạy theo hướng này đó, mình di chuyển theo hướng này thì mình ra đường Bầu Chinh Láng Lớn quý anh chị ha. Nếu như quý anh chị muốn đi Láng Lớn, đi muốn về thành phố Hồ Chí Minh thì mình rẽ tay trái, mình đi theo trục đường này, mình chạy thẳng thì sẽ đi về thành phố Hồ Chí Minh ha. Từ thành phố Hồ Chí Minh mà quý anh chị di chuyển về xem thửa đất này thì tầm khoảng 50 đến 55 km ha. Đó. Còn di chuyển hướng ngược lại thì quý anh chị về trung tâm của xã Bầu Chinh, về ủy ban xã Bầu Chinh ha. Từ vị trí thửa đất của mình mà di chuyển ra trung tâm của xã Bầu Chinh cũng khá là gần ha. Di chuyển thẳng một đường này thì quý anh chị di chuyển ra quốc lộ 56, ra trung tâm của thị trấn Nga Dao, cũng đi theo tuyến đường này luôn ha. Ở đây thì đầy đủ những cái mặt hàng tiện ích phục vụ cho nhu cầu đời sống của con người ha. Trường học, trạm xá, công viên, công an, những trụ sở của cơ quan nhà nước, ngân hàng ha. Còn đây là video từ ngay thửa đất của mình mà di chuyển ra quốc lộ 56 quý anh chị ha. Thì bám theo trục đường này thì khu dân cư và rất là nhiều nhà vườn cũng ở trên cái tuyến đường này ha.
Di chuyển theo trục đường này thì quý anh chị đi về trung tâm của thị trấn Gia Giao. Bên tay phải màn hình của quý anh chị là thuộc thị trấn Gia Giao, mà bên tay trái là thuộc xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Quý anh chị có thể mình đi về Ngã Giao, mình đi chợ đi đò Ngã Giao cũng gần, hoặc là mình đi về Bầu Chinh cũng được ha. Ở đây thì rất là nhiều mặt hàng để cho quý anh chị có thể phục vụ cho đời sống của con người ha. Khu dân cư cực kỳ là đông luôn quý anh chị ha. Trước màn hình của quý anh chị là quốc lộ 56 rồi đó ha. Đó, di chuyển về Ngã Giao thì rẽ tay phải, đi về thành phố biển Vũng Tàu cũng đi hướng đó luôn ha. Tài cũng xin phép kết thúc video tại đây. Anh chị cô chú nhớ bấm nút like, đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất đến từ kênh của Tài ha. Xin chào và hẹn gặp lại.